giờ buổi sáng giờ ở đây cũng vắng cả nhà, giờ này cũng vắng, thấy cái lượng ít vắng vắng dạ. Nay giữa tuần mà thấy nó cũng vắng. Nay sao thấy nó vắng cả nhà, thường thường cuối tuần thì chợ búa cũng rất là nhiều, đi đâu cuối tuần giữa tuần thấy nó hơi vắng. Tại vì giữa tuần người ta cũng mất đi làm, với cái phần này kinh tế cũng khó khăn cả nhà. Này kinh tế khó khăn cho nên là mua sắm cũng ít, giảm lại, năm nay lượng giảm rồi, còn kinh tế khó khăn cũng rất nhiều.
Dạ, mỗi ngày mỗi thay đổi nha. Mỗi ngày mỗi thay đổi. Dạ, búa. Dạ, cái gì nó cũng giảm chi tiêu lại hết. Hôm nay cái buôn bán nó cũng rất là ế ẩm. Cái buôn bán thấy xài tốt vô được này từ bộ cũng hết rồi, tốt nhất thì cũng bán vô đây bây giờ. Chúng ta đây là hết. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kẹt xe. Kẹt xe cả nhà. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều đã theo dõi hết video của em.
hẹn gặp cô chú chị ở cái video tiếp theo của em nha. Chào cả nhà.